Ban Chỉ huy quân sự quận Ngũ Hành Sơn vừa khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân binh chủng bảo đảm năm 2021 với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, kết hợp huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Trong thời gian 12 ngày, 56 cán bộ chiến sĩ dân quân binh chủng của 4 phường thuộc quận sẽ tập trung huấn luyện các nội dung như giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự chung, huấn luyện các kiến thức cơ bản về chuyên ngành của từng binh chủng, trinh sát, công binh, thông tin, y tế, phòng hóa, cập nhật nội dung mới, ôn luyện và kiểm tra. Thông qua huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân binh chủng hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời huấn luyện cho lực lượng thành thạo các thao tác sử dụng các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.